Hôm nay, Đảng bộ Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước về tổ chức lực lượng, điều chỉnh, bố trí thế trận, tạo bước phát triển mới. Tham mưu với Ban chỉ đạo Phòng không Nhân dân và Không quân toàn quân, chủ động nắm, đánh giá, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Quân chủng đã có bước đột phá về hiện đại hóa vũ khí trang bị, góp phần nâng cao trình độ, năng lực và sức chiến đấu của quân chủng, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng trang bị hiện có và cải tiến kỹ thuật. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ Quân chủng Phòng không Không quân trong nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân chủng. Xác định rõ đối tác, đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không Không quân để xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến chính xác, kịp thời. Không ngừng hoàn thiện thế trận tác chiến phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân. Kết hợp chặt chẽ với thế trận phòng thủ trên từng khu vực, hướng chủ yếu, nhất là trên hướng biển đảo. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng. Mọi hoạt động của quân chủng, mọi phong trào của quân chủng phải là một trong đơn vị luôn luôn đi đầu trong toàn quân. Điều kiện thuận lợi về nhiều mặt thì không lý gì quân chủng không có những phong trào mới, không có những đột phá mới, không có lý gì quân chủng không phải đơn vị dẫn đầu trong toàn quân. Vấn đề quan trọng nhất là trách nhiệm chính trị, trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, trước quân chủng, trước đơn vị như thế nào. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý, quân chủng cần thường xuyên coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và đầu tư chiều sâu cả về con người và công nghệ cho các cơ sở nghiên cứu, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật. Cần cụ thể hóa các nội dung đột phá, dứt điểm theo từng giai đoạn, từng nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trình độ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt tập trung vào giữ vững an toàn trong huấn luyện và an toàn bay, tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ quân chủng cần tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn và coi trọng công tác xây dựng đảng, nhất là các tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm là hạt nhân lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với các hoạt động ở đơn vị. Quân chủng phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong mỗi tổ chức và cá nhân sau đại hội này. Đặc biệt là phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Cái nào thuộc về tập thể đảng ủy thì đưa ra đảng ủy, cái nào của thường vụ, ban đăng thường vụ, cái nào quyền hạn của người chỉ huy thì người ta quyết định theo quyền hạn người chỉ huy trên cơ sở quyết nghị của tập thể. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tư lệnh với chính ủy, giữa chính trị viên với người chỉ huy để tạo ra một hình ảnh các đồng chí tiêu biểu cho cái sự đoàn kết, cái gương mẫu, cái chấp hành nguyên tắc. Nếu như xây dựng đảng là then chốt, thì xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt. Và tôi nhắc lại, giữ được nguyên tắc, giữ được đoàn kết, và cán bộ càng cao càng phải tiêu biểu gương mẫu. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, Đảng bộ Quân chủng Phòng không Không quân sẽ luôn đoàn kết, xây dựng Quân chủng Phòng không Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.